Rồi, xin chào các quý chú bác mình ha, tất cả anh chị em bạn bè rồi sao ba miền Bắc Trung Nam nha. Hôm nay ngày 18 tháng 2 nha anh em, em lên video gồm 22 mã hàng đó. Hôm nay hàng cũng rất là đẹp nha đó, quý anh em chú bác nào thì hiện có mua hàng thì cái tranh thủ thời gian sắp xếp xem sớm cũng có thể được mua mới kịp nha anh em. Còn anh quý anh em mà xem trễ mua không kịp đâu, những mặt hàng mà đẹp đẹp mới mới lạ đó là khách hàng mua hết à, bên em khách mua lẻ lắm đó. Thì phía ship bên em thì cũng như thường lệ theo mặc định là 30 ngày trên một sản phẩm nha, hàng ship tận tay quý anh em mình, kiểm tra thanh toán và trả tiền. Đó, quý anh em mua hai đơn sẽ lên sẽ được hỗ trợ là bao ship, còn một đơn là phí ship 30.000 nha quý anh em ơi. Đó, chốt đơn thì quý anh em mình vui lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919 nha, 192035 em tin nghiệp. Đó, em chỉ chốt đơn qua Zalo và số điện thoại thôi, không phản hồi trên YouTube, cũng không chốt đơn trên YouTube luôn. Đó, quý anh em lưu ý giùm em nha. Thì hôm nay cũng không mất thời gian nhiều quý anh em mình đâu, em cũng lên luôn nha, 22 mã hàng em li lướt rất nhanh, đủ mọi lần lớp, đủ mọi thể loại cho anh em mình chơi hết ha. Cái bộ đầu tiên cả nên em là bộ con vật nha nè, nó có luôn mặt vật nha, mặt vật em kiểm tra rồi nó không có rách nha nè. Nó có cái chân vật này bằng inox bằng gì đó mà nó hơi reset thôi mà vẫn sử dụng bình thường nha, không có gãy không có gì hết nha nè. Đó, bây giờ vành vào và lưới luôn nha. Mặt vật nè, cái này là cái mặt vật, còn cái cán vật mình đây, cán vật thì dây đeo vẫn bình thường nha nè, cán vật rất là mới, hàng carbon dài 5 mét nha. Cái chỗ này là quả tiết qua dân của nó đó chứ không phải nói nào. Đó, cán vật rất là cứng đó, thấy không, mới chát, mới chát rất đẹp luôn, cán vật rất mới rất đẹp nha quý anh em. Thì đây cán vật này mã số 1 nha, em bán 600.000 không bông thế này, bây giờ cả cán và mặt vật luôn nha, 600 mã số 1 nha quý anh em. Tiếp tục số 2 em gửi đến em mình một cái phôi nha, một cái phôi cái cần. Đó, thì cái phôi cái này nè, nó dài lắm nha anh em, không có lóng gốc nè, nó độ dài lắm, có lóng gốc này tới 60m2m4 được nha anh em. Cái gốc này tới 1m4 luôn nè, bắt máy Fuji nè. Cái nền phôi này là của Kenixin á, thì cái lóng này nè anh em thấy nó có một cái vết sửa carbon đây. Có một cái vết sửa carbon rất là dài. Hơi quá. À, có một cái vết sượt cái này, nói chung là anh em công cũng không ảnh hưởng nha. Cây này để ví dụ anh em về sượt tới đây luôn nè. Đó, cái nền pho, cái nước pho này cây cũng là cái Nissin nè. Đó, ngọn vẫn còn ngọn zin của nó. Cái cây này là em đo thực tế của nó là còn 3m6 nha anh em, nó rất là cứng nha. Cứng cho cỡ 25 của cần sút, nó rất cứng, nó so với cần ta cho nó cỡ 10h á, 10h 10h hơn á. Và chiều dài thực tế nó em đo còn là 3m6 nha. Thì cây này về cho anh em mình, anh em độ chế anh em làm như thế nào, cần tay cần nhóc hay cần như thế nào đó, về anh em tự nha. Bắn phôi như thế này, tình trạng cần như này, cái lưới nha, có một cái vết xước xé carbon nha, nó xé một cái lớp mỏng carbon nè, đó nên được hay đó. Đó, nó xé dài xuống như thế này nha nè. Thì nói chung em cảm nhận vẫn không ảnh hưởng gì hết, em vẫn công bình thường nha, cần mình như vậy. Thì cân nặng của cây này hiện tại nó nặng là 260g, 260g, ngọn của nó là ngọn 26. Cái này mà số 2 em bán giá 200 nha anh em. Mà số 2 giá 200. Tiếp theo lên cho anh em mình đây, còn ISO dưới trong nha. Cái này hàng của thằng Shimano nó dơ quá trời nè, về anh em lau chùi giùm em nha. Em chưa có lau chùi, em chưa vệ sinh gì hết. Shimano đây. Máy cây có cái độ zoom như nè, cái zoom chỗ này em nghĩ nó bị sét nè, nó dính vô đây, về anh em xịt BG7 anh em giật cái giùm em nha. Cái lông zoom này đảm bảo anh em mình là không có nứt gì hết, nó bị sét anh em thấy không, dơ đống bụi vô này nè. Thở ra nha. Không dơ, cây này anh em lau lại sạch lắm á. Phiên bản đặc biệt ISO Alpha Zoom nè, 1.5, 4m8, 5m3 này ha. Nó phân xích thì cây này có một cái nè, cái ngọn vẫn là ngọn zin của nó nè, lưu ý nha, ngọn zin lóng 2 vẫn là lóng zin. Cây này về anh em vệ sinh đẹp lắm, có cái lóng 3 nó gãy em thay bằng cái lóng của cây Nissin nè. Lóng này của cây Nissin em thay vô này nha anh em. Đó, rất là khớp nha anh em, thay vô nói chung là lóng trên, đầu dưới vẫn khớp bình thường. Cây này khuyến khích anh em về không nên câu ISO vô trong, khuyến khích về hạ cần tay câu nha anh em. Đó, và cần mình hiện trạng như vậy mà nó không có dập gãy, nó không có nứt gì hết, chỉ có lóng này gãy em thay thôi nha. Tình trạng cần mình như vậy đây, nếu anh em hạ tay có 4h 5h á thì khuyến khích về quýnh cần tay nha. Nè, với thêm phần cái bu xích trên này nó bị mất tiêu nữa rồi nè. Đó, để anh em câu vô trong không được đâu, khuyến khích là về hạ tay nha. Và cần mình như vậy, cái ngọn là 3 ly, cân nặng của mình là 208g. Cây này mặt số 3 nha, em bán giá 300 nha anh em. Mặt số 3 giá 300 anh em lưu ý nha, tình trạng gần như vậy. Tiếp tục luôn nha, mặt số 4 cũng là một cây cần cũng vậy luôn. Đó, cây này hàng nạp table lớp nè.
NFT Power Love nha em. Bắt máy nè, nó độ nó gắn vô, ví dụ anh em về có dư khoen hay anh em muốn quấn khoen thì anh em cứ gắn khoen vô anh em quấn thôi. Còn không có thì anh em có để làm cần tay anh em đánh. Đây, cái ngọn vẫn là ngọn của NFT Power Love nè. Này, cái lóng chỗ này nó có quấn chỉ gì nè mà không có nứt nha nè. Quấn chỉ gia cố đầu lóng hai chỗ này nè, không có nứt nha. Thì cây này nãy em đo hiện tại nó còn là 3m9 nha anh em. 3m mấy ta? 3m9 hay 3m6 ta? Đo lại cái. 3m6 rồi nha anh em, chuẩn 3m6 luôn, không đủ chiều dài 3m6 luôn á. Cái cây kia là nó 3m3 nha anh em, luôn lưu ý nha, cây 200 này là 3m3 nha. Sorry anh em, cây này là 3m3 nha. Cây này mới 3m6 nè. Đó, cây này là 3m6 rồi nha anh em. Cái phôi tình trạng cái phôi như vậy. Cây này để không có xước, không xước mẻ gì hết nha. Đó, anh em về hạ tay thì cây này mới hạt nó cả 8H so với cần tay. 8H 10H cần tay luôn nha anh em. Đó, cân nặng hiện tại của anh em cây này là 200g. Cây này ngọn của mình là 2.5 ly, cây này mã số 3 em bán giá 400 nha. Ở mã số 4 nha, mã số 4 em bán giá 400. Rồi tiếp tục lên cho em một cần tay cây Shimano nè. Cây này bao cần của nó nè, cây này hàng Shimano siêu vàng này, giả trúc nè, hàng gấp khúc nha, cứng đều nè, cứng đều 3H 3,5 thẳng nha em. Đó, một cây này cây siêu vàng như nè, siêu vàng gấp khúc. Thì cây này nè, cái thằng trước nó phá hoại hay sao á nè, anh em thấy nó quấn chỉ hết trơn nguyên cái lóng nè, là cái lóng này không dập nứt, không có sức mẻ gì hết. Nhưng mà em không hiểu là nó mắc cái giống quỷ gì á, cái thằng trước người trước họ sử dụng nó quấn rồi nó phủ keroden làm dơ cái đầu lóng nè. Thì về anh em mình có cách nào tẩy trang vệ sinh lại thì anh em tự làm nha, đảm bảo là không dập, không nứt, không gì hết. Em đã kiểm tra rất là kỹ rồi nè. Cái này là ráp khúc, ráp khúc nha em, ráp khúc 36 nha, chuẩn 36 luôn, cứng đều 3,5 nha. Cái này cái Shimano nha, cây xịn sò của người ta luôn trời. Mấy phá hoại đó không, em tính là dập nứt, em nhìn vô cái lòng phôi là nó không có nứt nha, nhìn vô cái lòng phôi không có nứt nên em tức quá em gỡ chỉ ra luôn, là nó không có nứt, nó không có xước gì hết. Đó, cần mình như vậy đây, cân nặng của mình 70g nha. Rồi, cây này mã số 70g, cây này ngọn tới 1.2 nha em. Cây này mã số 5 nha, em bán giá 700 nha em. Số 5 bán giá 700 cho anh em mình về chơi thử cái dòng gấp khúc này cao cấp của Shimano như thế nào. Sau này mình mạnh dạn mình mua những cái cần mất tiền hơn nha. Đó, nó mất giá trị phần nửa cái cần rồi. Tiếp tục lên cho anh em mình, đây là một cái cần rút dây trong, cái hàng Olympic nè. Hôm qua anh em mua, anh em là một cái kia không kịp mua lại cái này nha. Cái này hàng Olympic cần rút dây trong nè, bắt máy Fuji đời cao nè, 22m7 này nha anh em. Nó mấy cây dây trong này câu trong lùm trong kẹt rồi được bá cháy, made in Korea nha, sản xuất Korea xuất Nhật, phanh xích nắp chụp đầy đủ hết ha, cứng 20 của xuất lão nên nó rất là cứng nha em, khá là cứng. Đó, ồ, cây này làm cần tay cũng ngon đó trời, 2m7 nè, làm cần tay. Cây này về mình khảy cá rô rồi khảy cá chê thì trong kẹt bá cháy luôn, bá cháy vừa chết rồi ha. Cây hãng Olympic nha em. Đó, cân nặng của mình là 118g. Cây này nó có sờn sức nhẹ thôi nha, chứ không có xấu đâu, cũng rất là đẹp. Ngọn của mình cây này ngọn đúng 2 ly luôn. Rồi, cây này mã số 6 em bán giá 400 nha. Số 6 giá 400. Tiếp tục nha, anh em mình có cần 3 khúc hàng carbon. Cây này mới tương tôm luôn nè, em bán giá rẻ cho anh em mình nào mà nhanh tay hữu duyên nè. Nha, cái chui cần, cần bóng đẹp mới chát, bắt máy Fuji nè. Bắt máy Fuji, cứng 53m nha anh em. Cứng 53m, dòng super ho gì nè, dòng carbon nha, hàng carbon nha anh em. Cái nào phíp mình sẽ báo phíp, còn không có là carbon hết nha anh em. Họ cần rất đẹp nha, cứng 53m rất là vừa chơi nha anh em, chơi được nhiều thể loại lắm, câu ngâm, câu sông, câu hồ, câu biển, câu đá gì đó, đem lua rê vẫn được nhưng mà không chuyên nha anh em. Ít là nhiều khi bế bí bách quá đem lua nha, chứ không phải cần chuyên lua nha anh em. Nói về ngoại hình thì cây này rất đẹp, giá thì rất ok, rất rẻ luôn. Cân nặng của mình là 317g. 317 ngọn, cái này của mình là ngọn 2.6 ly. Đây là mã số 7 em bán giá 600 nha. Mã số 7 giá 600. Tiếp tục lên cho em mình cho cầm đây, thấy không? Nên mua một cây như thế này bỏ trong cái cặp đi câu, trong cái túi đi câu nha em. Cây này hàng của Shimano nè, Shimano Holiday Spin nè, cứng 15 2m1 còn rút nha em. 15 2m1 còn rút, bắt mắt Fuji. Cây này hàng Shimano đây.
Cây này còn rất là đẹp nha anh em. Có đống bụi đống dơ thôi, đẹp lắm, tổng thể rất đẹp nha. Đó, toàn bộ là fan Fuji luôn, fan Fuji cũng đẹp luôn, không nứt chân khoen nào luôn. Không nứt không hư nha. Ngọn carbon. Đây, ngọn carbon sẵn nha anh em, sẵn gần cuồn cuộn cơ bắp luôn. Rồi, cây này cân nặng của mình là đúng 110g. Rất là nhẹ nha, 110g mà nhẹ còn đua nữa, ngọn 2 ly. Rồi, cây này mã số 8 em bán giá 500 nha anh em. 500.000 và số 8 nha. Tiếp tục là dưới anh em cần tay đỏ như cây này nè, em nói là trong cái ba game em mua mấy cái cần Trung Quốc nè, không phải cần Nhật Bản nha anh em, cây này là cần Trung Quốc nha, và giá cả là em không có rành. Lông ngắn nha anh em, thu gọn cây này chắc 70cm nha. Kim thu gọn 7cm. Dài 7m2 nè, nó cứng, cây này cứng tầm khoảng 4H nha. Cứng tầm khoảng 4H 7m2 như quý nè, hàng Trung Quốc nha. Hàng tàu đi, nó chơi hàng tàu khửa đi, vậy đi cho dễ. Nó hàng Trung Quốc, nhiều khi nói hàng Trung Quốc xuất Nhật cái chết em nữa. Lưu ý giùm em nha, cây này không phải hàng bãi nha anh em. Cây này là hàng mới. Hàng tàu khửa. Vậy đi, cho dễ phân biệt nha, tất cả đầu lóng đều có chống nổ đầu lóng nha anh em. Đó, và giá cả và chất lượng thì em không có chuyên về dòng này, em không có tư vấn thêm gì được nữa nha. Anh em mình tự mua tự đánh giá nha. Nguyên zin nguyên bản. Nói chung là mới gần như là chưa sử dụng. Nha. Thu gọn 70cm, cần 7m2 nha. Cân nặng của mình là 276g. Cây này mã số 9 em bán giá 600 nha anh em. Mã số 9 giá 600.000. Tiếp tục lên anh em mình, đây là cần ISO vô trong. Ha, cây này đẹp lắm nha anh em. Cây này mới bóc à, mới chát luôn á. Nè, cây này hãng của Mestec nha, nó chạy sức nhẹ thôi, khối hồi nước sáng trưng nè. Hàng Mestec, cây này hàng này, hàng xuất Nhật đi, tay người tem xuất Nhật nè. Bắt máy Fuji, đọt 2 dài 5m4 nha anh em. Đẹp lắm, cây này mới chát à, anh em chơi thì chơi, hạ tay cũng được. Cái cây này nó khá là cứng đó, hạ tay có 5H nha anh em. Toàn bộ là fan Fuji đẹp hết. Cây này là zin 100% nha anh em. Zin 100% có nghĩa là nó zin cả chiều dài, tất cả các khoen lóng đều là nguyên zin hết. Không thay thế, không sửa chữa, không hồi phục gì hết nha anh em. Cây này đẹp lắm, cây này rất đẹp nha. Mới trên 95%. Đọt 2 dài 5m, ISO vang nhỏ nha. Tem xuất Nhật đây, hãng Mestec. Cân nặng của mình là 288g. Ngọn của mình là cây này ngọn 1.5 ly nha anh em. Cây này mã số 10, em bán giá 600 rồi nha anh em. Cây này đẹp. 600 là quá ok, mấy cây hồi xưa phải là 800, 900. Ngon 600 như bây giờ đâu. Rồi tiếp tục lên cho anh em một cần tay lóng ngắn nha. Lóng ngắn 6m3 rất là ít thấy nha anh em. Cần nguyệt bãi mà lóng ngắn 6m3 hiếm lắm, lâu lâu mới có một cây. Thì anh em nào đang cần, đang tìm thì có cây này nha. Cây này 6m3, cây này tầm 3h rưỡi nha anh em. Tem vàng nội địa đây, hãng Suta nha. Nó cần rất mới, rất đẹp, có bao cần, nút đầy đủ hết. Cái này là bít sờn nha, bít sờn, bít dơ về lau chùi hết. Lau chùi sạch lắm. Còn đống bụi rất là nhiều trên cần nữa nè. Đó, tổng thể cần mình cây này mới, đẹp dính dơ nè. Mấy vết dơ này về anh em lau chùi đi giùm em nha. Vết dơ nè. Đó, nguyên con cây này cũng vậy, nguyên bản nguyên zin của nó hết luôn nha anh em. 6m3, tầm khoảng 3h rưỡi nha. Thu gọn cây này thì nó thu gọn 55cm nha nè. Cân nặng của mình là 264g, ngọn 1 ly. Cây này mã số 11 em bán giá 700 nha. Số 11 700.000 nha quý anh em ơi. Tiếp tục lên cho nên mình cần súp nha nè. Đây là một cái cần súp hàng của Shimano Holiday Spin nè. Shimano Holiday Spin nha, cứng 34m2, made in China. Cây này sản xuất China, xuất Nhật cho anh em. Dòng Holiday Spin này thì quá nổi tiếng à. Giá tầm rẻ, tiền tầm trung, dễ chơi mà chất lượng thì trâu bò. Ha, cây hàng Shimano, cây này đẹp lắm. 34m2 thông số quá đẹp. Tem xuất Nhật đây. Nè, mấy chỗ này dính dơ nha, lau chùi lại giùm em. Đây, toàn bộ là fan Fuji hết. Tất cả đều là fan Fuji không lỗi nha quý nè. Bon xoắn. Đẹp con sắn nha. Cây này là cũng nguyên bản toàn bộ hết luôn nha anh em. Cứng 34m2. Cân nặng của mình là 384g. 384g, ngọn của mình là 3 ly. Cây này ngọn 3 ly nha. Hãy đi chín gần 3 ly. Cây này mã số 12. Em bán giá 1.5 triệu nha anh em. Quá thơm. Thơm hơn mấy lùi nữa. 1.5 triệu.
Tiếp tục lên cho anh em mình cây ISO nha. Cây này hàng nở tơi bộ lớp phôi xanh. Anh em nào thì nên mua lẻ cây này. Cây này nó mới chát luôn, mới gần như là chưa chạy xước luôn á nha. Giá thì còn sale của nó là sale mạnh cực kỳ luôn á, 1,5 triệu đáng giá. Nhưng mà bán cây này 1,2 triệu nha anh em. Anh em nào lẻ tay nhanh chân thì mua. Nở tơi hiblop phôi xanh nè, đột 1.5 54, hàng Singapore nha, sản xuất Singapore xuất Nhật, tem xuất Nhật đây. Cây này nó là nguyên bản, còn bỏ hết phôi thì như mới, cực kỳ thấy rồi. Cái này phải là giá 1,5 triệu mà không em bán 1,2 triệu thôi. Anh em nào mà hữu duyên nhanh tay thì lụm nha. Đây, ha, đọc 1.5 54, nó cần đẹp mới chắc luôn. Cân nặng của mình 184 gram, ngọn cây này 0.8 nha, ngọn lông phùng. Cây này mà số 13, em bán giá 1,2 triệu nha anh em, 1,2 triệu nha anh em nha. Ai nhanh tay mua mới kịp, với những cây này chứ để lâu mua cũng không kịp đâu. Quá đẹp, cây nó mới chắc. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình cây này còn vip hơn nè. Đó, anh em thấy cái cán tay cầm chưa, độc đáo không? Đây, cây này hàng cũng đai qua luôn nha anh em, thông số rất là đẹp, cứng 120, dài 2 mét, phiên bản special, bản đặc biệt tay cầm nè. Anh em thấy đầy uy tín không, mới chát luôn. Fan khu xích lá, cây này là anh em Phú Yên Khánh Hòa là mê lắm nè. Đó, tại vì thường thường size 2m1, 1m8, 2m1, anh em nó mê lắm. Cây này thì đẹp nhất nắp. Không biết video này nó có đề xuất cho anh em ngoài đó không, nếu mà đề xuất về anh em về đó thì vài nút nhạc bay cây này. Toàn bộ fan khu xích lá cho anh em, đồ bu chống sắn luôn. Đây, có cả hai cái kẹp cần là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cái fan khu xích lá luôn nha anh em. Một số quốc đẹp, phiên bản đặc biệt luôn. Hiền chi, nhanh tay nhanh tay nha anh em. Mấy cây này lâu lâu mới có con cây nha, thông số đẹp như thế này nữa, lâu lâu mới có con cây như thế này, mới chát à. Cứ 120 dài 2 mét, cân nặng của mình là 277 gram, cây này ngọn của mình là ngọn 22, cây này mã số 14, em bán giá 1,5 triệu nha, 14 giá 1,5 triệu nha anh em. Tiếp tục lên cho anh em một cần luôn. Đó, cây này full bao cần, full hộp luôn nè. Cây này hàng của một Ryobi nha nè, đây hàng Ryobi đây, thông số của mình nè, nó dài 5,6 là giật mét 68 nè, hai khúc nè, thu gọn 87 cm nè, nặng chỉ có 88 gram thôi nha nè. Ngọn 1,7 ly, góc 10 ly, đó lua từ 1/8 đến 5/8 UZ, tải cá từ 6 đến 14 là bao, 100% carbon, giá bán là 7.200 yên, thì dao động trong đó nó tầm khoảng 1,4-1,5 triệu nha nè, là cái giá của cây này. Đó, cây này nó còn bao còn hộp đầy đủ hết nè. Cây này nó chỉ có cái cán bần này là nó hơi ngậm nước thôi, có nghĩa là cái cây này nó bị câu rất là nhiều nên cán bần anh em thấy không, nó bị mồ hôi tay nó bám vào nè, chứ còn phôi trên này rất là đẹp, phôi trên này nó không có chạy xước gì hết. Đó, cái thông số chi tiết hồi nãy em báo bên em mình rồi nha anh em. Đó, tình trạng cần mình như vậy rồi. Giá thì anh em khỏi cái suy nghĩ, khỏi cái đắn đo gì hết. Cây này mã số 15, em bán cho 500.000 nha anh em, 500.000 để anh em mình khỏi suy nghĩ, khỏi cái đắn đo, phải do dự. Hôm nay có mua kịp người khác hay không thôi. Như vậy. Tiếp tục lên cho quý anh em mình, đây cần lua hai khúc nha anh em. Cây này cũng vậy, mới bóc, mới chát, mới tinh tươm luôn. Cây này hãng con Suzumi nè, hãng con Nhật chứ quý anh em ơi, sản xuất từ Trung Quốc nha. Cây này hãng con Nhật sản xuất Trung Quốc đây, đó bắt máy hãng khoan hãng nha, mới cũng vậy, mới cũng gần như là chưa sử dụng nha, mới chát, mới tinh tươm, bắt máy hãng khoan hãng nha anh em. Carbon sống gần, hãng con Suzumi đây. Cây này luôn mực nha anh em nè, Aurica này. Cây này cần luôn mực nha, 2m7, dòng super luôn. Đó, nó thông số luôn mực từ 2.5 đến 3.5 nha, thông số nó rất là lớn so với cần luôn mực. DJB 0.6 1.2 với quý anh em ơi. Cây này là quý giùm em, nó gần như là chưa sử dụng nha. Thì nói chung luôn mực thì luôn mực anh em vẫn lưu rê bình thường được nha anh em. Đó, cái sắp khoen thông số như thế này vẫn rê bình thường. Cân nặng của mình là 162 gram nha anh em, 2m7 nó có 162 gram thôi. Ngọn của mình là 1 ly 9. Cây này mã số 16, em bán giá 600 nha. Mã số 16 giá 600.000. Tiếp tục lên cho anh em mình có cần zít một khúc nha. Đây, một zít một khúc giá rẻ nha, hàng của Majorap.
giá dành cho anh em học sinh sinh viên đồ tập gym tập chơi đâu nè, mà chất lượng phụ huynh nha, bắt máy Fuji Mayo Wrap đây. Cái này hàng made in China nha anh em, sản xuất China xuất Nhật nha. Đó, đặt tại China. Zigging Stay. Đó, thông số mình đây, nè nó dứt được con cá này nữa nha anh em. Cá này gọi là cá ngừ ha. Cái tuna. Cây này dài 1m8 nha quý anh em ơi. Nó dứt từ 80 đến 150 g nha. GB 1.5 như đó là GB số 3 nè, đang full six. Ha, xích chân ca nha anh em. 1 khúc 1 đồng bụng chống sắn luôn. Đó. Giá học sinh cần phụ huynh nha anh em. Mấy cây này anh em mua mới giá nó 3 triệu mấy lận, nó có rẻ đâu nha anh em, 3 triệu mấy 4 triệu đây. Nha, cái anh em mà ngại đầu tư quốc cây này, em bán nửa giá 1 triệu rưỡi thôi. Cân nặng của mình là 177 g. 177 g cây này ngọn của mình 2 ly 8. Rồi, cây này mã số 17 giá 1 triệu rưỡi nha anh em. Mã số 17 giá 1 triệu rưỡi tiếp tục lên cho anh em mình cái cần tay lóng dài đây. Một cần tay lóng dài, cây này hàng carbon nha anh em. Made in Korea này, sản xuất Korea xuất Nhật nè, 4m rưỡi, cây này 3H nha. 3H 4m rưỡi. Đó, cái thân mình thì nó có sờn nha nè. Đó, có sờn, dơ, ố. Nắp chụp có nha nè, có bao cần luôn nha. Đó, lên trên đây thì tương đối khá là bóng nè. Lên trên đây thì khá là bóng bẩy. Cái ngọn nè, muốn công hình chữ O luôn em thấy chưa? Cần Nhật là vậy, đa số là ngọn lông phụng, cái ngọn không có to nha nè. Cái ngọn càng to thì càng dễ gãy nha. Cái ngọn càng nhỏ, ngọn càng lông phụng thì nó tải cá càng cao nha. Quý anh em nào mà chưa chơi Cần Nhật á, cầm cái ngọn lên bỡ ngỡ lắm. Cái ngọn nhỏ xíu sẽ bắt cá bự. Anh em ngọn nhỏ, anh em bắt cá bự nữa mới không gãy á. Nha, cân nặng của mình cây này nặng đúng 110 g. Ngọn 0.8. Rồi, cây này mã số 18, em bán giá 700 nha nè. Số 18, 700 ngàn. Rồi tiếp tục lên cho em mình cái UL VIP nha. Nè, cắm gốc nha nè, UL VIP cắm gốc, có nghĩa là cái gốc này nó cắm rất là dài, nó cắm bằng 2/3 ngọn đó nha nè. Cây này thì cây bản VIP nha. Nè, hàng của Daiwa nha, dòng carbon silver red nè. Đây là dòng cao cấp của Daiwa. Mã đặc biệt nha, bắt máy titan. Bắt máy titan đi ông nha. Khoan xích titan luôn. Cây này khoan titan xích luôn nha nè. Dòng xuất xích khoan titan luôn. Cái này anh cũng đai qua đây. Đai qua Taiwan nè. Thông số đây. Nó dài 5.3 và nó dài 1m59 nha anh em. Size UL 1m59 nè, đua 0.8 đến 7g, tải cá từ 2 đến 6 là bao. Made in Taiwan nha. Đó. Nè. Anh em có đánh chữ này nè, stream đi nè. Just special, anh em cứ đánh đai qua, anh em đánh chữ này vô. Gà giá cho anh em mình tham khảo thử cái này nha nè, nguyên zin nguyên bản 100% của nó nha, khoen titan luôn, đồ uống titan luôn nữa nha, bộ khoen quá ngon luôn. Thì anh em phải tra giá thử cái này đi rồi anh em quyết định mua nha. Cân nặng của mình là 75 g. Cây này của mình ngọn ly rưỡi nha nè. Đó, anh em là chuyên đua suối thì chuyên suối chuyên cắt anh muốn cây này, chuyên cảm giác muốn cây này. Mã số 19 giá 1,5 triệu nha nè, mắc rẻ là do anh em tự quyết nha. Anh em cứ tìm hiểu thử rồi anh em quyết định mua ha, 1,5 triệu nha nè, mã số 19. Tiếp tục lên cho anh em mình đây là cái cần đi trong nha, bao cần đầy đủ, cây này có cái cáp luôn trong này luôn nha anh em. Cần thì gần như là chưa sử dụng, đẹp trắng chinh ngọc tờ trinh luôn. Anh em là muốn sở hữu sờ ngọc trinh thì anh em chơi cái này nha, về tối ôm vuốt rồi cho nó đã, nó trắng nè, chưa sử dụng luôn nha anh em. Cứng 53m rưỡi nha, hàng của Suzumi, cần rút dây trong nha, remistake, bắt máy phiên bản đặc biệt này. Đó, trắng tinh tươm luôn, nắp chụp đầy đủ hết. Đó, anh em nào mà nhớ tới Ngọc Trinh không tới thì mua cây này về tối vuốt đỡ cũng được, không gà em vuốt quá trời luôn. Đó, cây này tối nào cũng vuốt hết nè, nó trắng cỡ này nè. Nói chung là nó dở như cây này trắng lắm nha, trắng tinh luôn á, trắng tinh tươi luôn á, chưa sử dụng nha quý nè. Cứng 53m rưỡi nha, bao cần dây cáp đầy đủ hết. Rồi cân nặng cây này của mình là 354 g. Cây này phải còn cái hộp nữa thì mỹ mãn nè, mà không có cái hộp. Ngọn của mình cây này ngọn 2 ly 7. Rồi cây này mã số 20, em bán giá 800. Mã số 20 800 ngàn nha quý anh em.
có dây cáp sẵn nha, có dây cáp dây mồi trong cái túi nè, nó cái nào còn thì sẽ báo còn. Rồi tiếp tục lên dưới anh em mình cây súp nha, cây này cũng vậy, mới gần như chưa sử dụng nè, súp AeroCat nha nè, 405 CT, nghĩa về 405 độ cứng 30 đó CT nha. Cây này mới cũng vậy chưa sử dụng, bao cần hộp sắt gì trong này nè, giấy tờ hộp sắt bao cần đầy đủ hết, chưa sử dụng luôn. Thông số chi tiết mình đây, dài 4m5 4 khúc, ngọn 2 ly 6, góc 25, thu gọn 113.5 cm, nặng 430 g, độ cứng 25-35 thì cây này cứng 30. Giá niêm yết của nó là 16.800 yên, sau đó là khoảng 3,5 triệu cây này nha quý anh em. Đó là cái giá niêm yết trên hộp nó bán, thì anh em nào muốn mua thì mua cây này. Nói chung là mới chưa sử dụng nên khỏi rút bên trong càng chi nha anh em, mới dùng AeroCat này. Đó, mới gần như chưa sử dụng luôn. Để cây này thì anh em chơi nhiều rồi, thằng nổ đĩa nha, cái cây này cái phô nó đanh hơn cả thằng súp đít đờ nữa, chỉ riêng dòng hồi mới dùng AeroCat này nó mắc hơn dòng súp đít đờ mà quên nữa. AeroCat này nó cao hơn lít đờ bật mà quên vụ đó, anh em lưu ý giùm em ha, AeroCat nó cao hơn, thằng chi nó đanh hơn, cao hơn súp lít đờ nè. Đó, chưa sử dụng luôn á, anh em khỏi bỏ 3 triệu đâu, bán cho anh em mình cây này giá 2,5 triệu nha, anh em mua anh em lời hơn, 2,5 triệu đáng đồng tiền bát gạo nha anh em, khỏi phải đắn đo suy nghĩ, 2,5 triệu lụm ngay. Mã số 22 giá 2,5 triệu nha. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình, cây này chắc là không kiếm được cây thứ hai đâu nha anh em. Đó, cây này 4m2 thì cây này nói chung em về được một cặp. Một cây này là 4m2 và một cây 3m6 nha, y chang đi luôn. Đó, cây này là dành cho anh em mình dạng quấn theo kè, quấn theo gền bạo lực đó. Cây này như vậy, nó thiết kế theo kiểu một cái dòng mấy cây chi tông rồi đó, mình Nhật bây giờ nó đang hot mấy điều đó nha. Cây này hàng của Ruby, dòng nội địa Nhật nè, dài 4m2, xung bản đặc biệt nha em, toàn bộ là phen xích biển hết, phen biển trung quỳ hết nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 các bạn nha, kể cả bắt máy cũng bằng mã gold hết nè, gold ha. Cây này là đáng để anh em chơi sưu tầm nè, khó kiếm cây thứ hai giống vậy lắm, em về may mắn đợt này em về được một cặp nha, y chang luôn, một cây 4m2 và một cây 3m6 nha. Cây này độ cứng tầm khoảng 120-150 nha anh em, 4m2 nha, phen biển này là không thể nào mà cứng dưới 100 được, phen cầu biển nó là phải từ 120 đổ lên nha quý anh em. Đó, phen xích luôn nha, lòng xứ xích, phen là phen gold, phen biển trung quỳ luôn, 3 khúc 4m2 nha. Anh lưu ý cây này không phải cần đánh lục nha quý anh em ơi, không phải cần lục nha. Đó, quý anh em lưu ý giùm em, giá bán không có mắc đâu. Cân nặng của mình là 678 g, 678 g. Cây này ngọn của mình 3 ly. Đó, cây này mã số 22, em bán giá 1,9 triệu nha anh em. Lưu ý giá 22 1,9 triệu, em có một cặp nha, anh em muốn lấy một cặp thì lấy, có mận có đào. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình đây, mình cần hai khúc hay chi nha nè, carbon giả trúc nó đẹp trời ơi, cứng 15 nha nè, cứng 15 2m1 nha, carbon giả trúc bắt trúc đây luôn, cái cần đẹp quá, bắt máy Fuji, thường thường nó carbon thiệt nha anh em, nhưng mà nó giả trúc, anh em nhìn anh em tưởng nó cần trúc thiệt không. Cái này hãng con Suzumi nè, dòng đời mới đẹp quá đẹp luôn, dòng Super 4 gì nè, Hayanagi gì nè, Super 2 carbon. Đó, dòng carbon đời cao nè, đẹp quá đẹp luôn, nguyên bản nguyên zin hết nha anh em. Đó, toàn bộ fan Fuji chân đen đẹp. Cây này về anh em cầm anh em ngắm cũng đẹp nữa, đợt này hàng em về đẹp quá, hàng mới bóng lưỡng mới chát cực kỳ luôn. Cây này cũng đẹp từ tất cả các mặt hàng mặt dòng luôn, cái nào cũng nhiều cần đẹp hết nha anh em nè. 2m1 nha anh em, cứng 15 2m1, nguyên zin nguyên bản 100%, đẹp nhức nách luôn. Cân nặng của mình 168 g, anh em nên mua những cái cần như thế này về nè anh em chơi, giá nó rẻ hơn cái giá thị trường nó nhiều rồi, mà cần nó đẹp mới nữa. Cây này ngọn của mình là 1 ly 7 ly 8 vậy nè, giờ anh em chơi thời gian anh em bán lại nó cũng không lỗ. Mã số 23 giá 900 vậy nè, mã số 23 giá 900. Cái cây này nếu mà có hợp em đoán nó tầm khoảng 2,3 triệu nó mới rẻ. Đó, rồi cây cuối cùng trong video hôm nay gửi đến anh em mình cái cần rút mini nè, có bao cần, cây này hàng của Shimano,
Thì hôm trước em lên cho anh em mình một cây cũng là 2m7 mà nó cứng 20 nha. Hôm nay cây này là cứng 30 nha. Thì Dũng cũng dụ hôm bữa cái cây này có hai khách kia nó nhảy vô nó hùa mà nó này nó nọ nè. Nói chung hai khách đó thì em nghĩ nó cũng không phải khách mua hàng của em đâu. Nó là một shop bán hàng khác á. Chỗ khác nó qua nó quậy phá đầu em á, thì hôm trước còn thấy ghét. Em bán giá 1 triệu không mua không kịp, hôm nay cây này cứng 30 em bán giá 1 triệu 1. Đáng lẽ em tính bán 1,5 triệu luôn á. Mà em đắn đo suy nghĩ rồi thôi, mình bán vậy thì nhiều khi bị chửi thiệt. Thôi nha, cây này em bán giá 1,1 triệu. Cây này hàng Shimano nha, bắt máy Fuji, fan Fuji. Cứng 30 2m7 nha, toàn bộ là fan Fuji dạo quang hết, mới chát. Gút mini này anh em cứng 2m, kiếm 2m7 nó khó rồi mà cứng 30 thì nó còn khó hơn nữa nha. Cây này thu gọn khoảng 42 cm. 30 là cứng nhất của cần rút mini rồi, anh em kiếm cứng hơn nó không có đâu. Nè. Shimano đây. 30 ha, tiền nào của đó như cái này, mới chát, mới tinh tươm, bao cần nắp chụp đầy đủ hết. Và em xin nói trước cái này em cũng có hai cây cuối cùng vừa về được một bên 4 cây đó là hai cây cứng 2m20, 2m7 và hai cây cứng 30. Đó, hai cây kia em bán rồi và còn hai cây cứng 30 này nha. Anh em giờ kia kiếm lại nữa cũng không có đâu. Còn hai cây duy nhất thì anh em nào chốt vui lòng chốt luôn. Đó, mã số 24 giá 1,1 triệu cho anh em. Vậy đó. Mua gì cũng mua. Tiền nào của đó. Đó là tất cả những món hàng hôm nay nha quý anh em ơi. Đó, anh em là chốt đơn thì nhanh tay chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919 nha. 192035 em tin nghiệp. Đó, anh em là chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ tiếp em. Đăng ký rồi bấm vào nút subscribe, nút theo dõi để khi em up video lên, anh em sẽ chủ động sắp xếp thời gian anh em nhận được hàng sớm nha. Rồi, xin chào. Chúc toàn thể nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.